Hạ Setter 150 chở hàng nha anh em. Xe chạy nội yếu thuộc hao xăng, qua tìm xe Khánh làm nội lại nữa ha. Thay bố nội là so luôn nha. Bao mạnh bốc. Anh em nào chạy Exter 150 thuộc nồi hao xăng, máy yếu, qua tiệm Khánh làm lại ha. Có làm máy làm nồi, dọn xe cho anh em. Xe này chạy ngày là 100 cây số nha anh em. Thời gian làm khoảng 30 phút nha anh em. Cao cũ nè, thay bỏ luôn nè. Anh em tới địa chỉ 462 Sẹt 15, đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10 nha anh em. Anh em qua tiệm có đáp cho anh em luôn ha. Còn ở xa thì anh em liên hệ Khánh 0389910550 để mua hàng về, có ship toàn quốc cho anh em. Lắp ráp rất là đơn giản nha anh em ha. Đồ chuẩn chỉ cần lắp thôi, không cần phải chế cháo gì hết nha. Khoảng 5 phút nữa là xong nha nè. Ngày 59 nha nè, phố luôn. Giờ độ nhớt bắt cái chân vô nữa là xong. Nhớt này mới thay cho nên xài lại nhớt cũ nè. Có bắt cải không? Có bắt cải không? Quay rồi có không? Cái này sau này có tiền thay lên chục con Tico nữa nha, chạy là bao ok. Chục con Tico nãy tháo ra kiểm tra có khuyết rồi, bây giờ chủ xe không có tiền cho nên không có thay nha. Rồi chào tất cả anh em ha.